Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2024, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, vào những giờ khắc đầu tiên của năm Giáp Thìn, tức là năm con rồng, sau đây chúng tôi xin kể tới quý vị một câu chuyện về một người họa sĩ mà vừa qua Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập hóa rồng bộ sưu tập tranh về chủ đề rồng trên mô cau nhiều nhất Việt Nam. Đó chính là họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc, người con của quê hương Vĩnh Tường và hiện đang sinh sống tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàng Trúc đến với hội họa từ năm 14 tuổi. Trở thành nghệ sĩ tạo hình Việt Nam năm 1998. Gần 50 năm cầm bút vẽ. Hoàng Trúc hiện có trên 4.000 tác phẩm tranh ở nhiều đề tài. Làng quê. Chân dung. Trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng của tỉnh và trung ương. Hoàng Trúc sinh ra ở một vùng đồng bằng sông Hồng, Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hoàng Trúc đến với hội họa từ năm 14 tuổi. Thế thì Hoàng Trúc đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết của mình cho nghệ thuật, yêu hết mình, cháy hết mình về nghệ thuật. Thế và đến khi mà năm 2020 thì mình chính thức là nghỉ chế độ nhà nước và dành toàn bộ tâm sức cho việc vẽ tranh. Thì mình đã xây bảo tàng với diện tích là gần 500 m². Bảo tàng của Hoàng Trúc thì hiện nay đã trưng bày là 4 tầng. Thế và cái đề tài của Hoàng Trúc thì tập trung vào nhiều nhất là con người và nông thôn. Thế và cái mảng chân dung thì đến nay cũng đã có hơn 1.000 bức chân dung.
đặc biệt trong số đó phải kể đến tranh vẽ trên chất liệu mò cào. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đến không có cả cái nôi để nằm. Mẹ anh đã phải dùng chiếc mo cao để cho các con nằm lúc tắm xong khi trời nóng. Nhiều năm nay rồi, mình đã tập trung thời gian cho việc là nghiên cứu cái mo cao. Vì cái mo cao nó là cái ký ức của mình, mà nó là ký ức của nhiều người. Và mình có rất nhiều cái mà ký ức về mo cao. Vì vậy mình đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, để vẽ trên mo cao. Vẽ tranh trên mo cao là tình yêu, niềm đam mê vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Tranh vẽ trên mo cao của họa sĩ Hoàng Trúc chính là một sự trải nghiệm và trả ơn cuộc đời này. Hơn 2 năm đắm đuối với nghệ thuật. Đến nay, họa sĩ Hoàng Trúc đã có 2.489 bức tranh mo cao. Trong đó có 2.024 bức tranh vẽ hình con rồng. Mới đây, vào đầu tháng 10 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Hóa Rồng là bộ sưu tập tranh vẽ chủ đề rồng trên chất liệu mo cao nhiều nhất Việt Nam của họa sĩ Hoàng Trúc. Hôm nay có lẽ là một cái ngày vui nhất trong đời của người họa sĩ như tôi. Bản thân và gia đình hết sức vui vẻ, hết sức xúc động khi được xác lập kỷ lục quốc gia về họa sĩ vẽ rồng trên mo cao. Đây là niềm hạnh phúc, là niềm vui, nhưng cũng là một trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với cộng đồng, đối với cái việc đóng góp một phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường của chúng ta. Vì vẽ trên mo cao, cái chất liệu mo cao là cái chất liệu mà bảo vệ môi trường của chúng ta. Mỗi chúng ta là công dân, là nghệ sĩ, là họa sĩ mà làm được một cái việc nhỏ bé về bảo vệ môi trường thì đấy là tuyệt vời. Và tôi mong muốn sau khi xem tranh của tôi, các bạn và chúng ta thấy được cái việc cần quan tâm hơn nữa, đó là bảo vệ môi trường của chúng ta xanh, sạch, đẹp. Nhân dịp chào đón năm mới 2024, 600 bức tranh hóa rồng trên mo cao của họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc đã vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trưng bày giới thiệu tới công chúng thủ đô và cả nước trong chương trình Hội Xuân Giáp Thìn 2024 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Bảo vệ môi trường, không gian sống. Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những thông điệp ấy đã và đang được hiện hữu và lan tỏa trong 2.489 bức tranh mo cao. Đặc biệt,
với 2024 bức tranh vẽ hình con rồng của họa sĩ kỷ lục gia Hoàng Trúc. Một mùa xuân mới đã về, cảm xúc trước các tác phẩm hóa rồng trên mo cau của họa sĩ Hoàng Trúc. Chúng ta luôn tin tưởng và kỳ vọng năm con rồng, năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến thật nhiều niềm vui, hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà. Đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có những bước đi thần tốc và bứt phá, trở thành con rồng châu Á trong tương lai không xa. Nhân dịp năm mới, năm Giáp Thìn, họa sĩ Hoàng Trúc xin trân trọng kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị xem truyền hình, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng hát vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thêm. Tuyệt vời mùa xuân thanh tao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau.